bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham đắm cảnh giới thì chiêu cảm ma chướng. Pháp môn Thanh Thiền đòi hỏi người tu phải thực sự dấn bước, khổ công miệt mài, dũng mãnh tiến tới, tuyệt đối không được lùi bước. Có tâm kiên trì như vậy mới là người tu thiền chân chánh. Trong lúc tu thiền, quý vị phải lấy sự nhẫn nại để khắc phục mọi thứ đau. Chân đau hay lưng đau ta cũng mặc. Nếu quý vị muốn được khai ngộ thì phải nhẫn nại, bằng không thì quý vị không thể khai ngộ. Nhẫn nại ở đây bao gồm nhẫn đói, nhẫn khát, nhẫn lạnh, nhẫn đau. Hãy nhẫn nại tất cả những cuộc khảo nghiệm này. Nếu quý vị nhẫn được chúng thì quý vị phá được bệnh chấp ngã. Nếu quý vị không có ngã chấp thì khi quý vị nhìn vào trong để quan sát tâm, quý vị sẽ không thấy có tâm. Khi quý vị nhìn ra ngoài để quán thân hình, thì thân xác của quý vị tàn biến mất. Khi quý vị nhìn xa hơn nữa để quán vạn vật, thì vạn vật cũng không tồn tại. Đó chính là lúc ở trong quý vị không thấy có thân tâm, ở ngoài quý vị chẳng thấy có thế giới, tất cả đều là không. Cái không này quý vị cũng không thể chấp trước vào nó, bởi nếu còn tham đắm vào cái không, thì quý vị còn chấp trước. Do đó, cái không cũng phải xả bỏ, thì quý vị mới có thể cùng với Pháp giới hợp làm một. Quý vị và hư không chẳng có gì khác biệt. Khi quý vị quán được hư không với mình là một, đến chỗ thành tựu rốt ráo, thì quý vị sẽ đắc định. Ở trong định, tâm của quý vị không mập mờ và đầy loạn tưởng, nhưng lúc ấy quý vị rất sáng suốt và nhạy bén. Quý vị ở trong một trạng thái như như bất động, liễu liễu thường tri, nghĩa là tâm của quý vị thường tịch tịnh, bất động và luôn biết hết mọi sự. Cho nên, tham thiền chẳng phải là một cơ hội để quý vị ngồi đó mà suy tính, hay để quý vị tìm kiếm hay tham đắm vào một cảnh giới nào đó. Nếu quý vị có những loại vọng tưởng đó thì ma sẽ tới quấy phá quý vị. Trong Kinh Kim Cang có câu: hết thảy mọi tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức thấy Như Lai. Bởi vậy, người tham thiền không thể tham đắm vào cảnh giới, cũng không được cầu thần thông. Khi tham chấp như vậy, quý vị có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Quý vị cũng không nên tham khát danh lợi, kẻo có thể bị mắc vào vòng tà đạo và làm quyến thuộc của ma vương. Điều này quả là đáng sợ. Người tham thiền thì không được nắm bắt hoặc tham muốn bất cứ thứ gì. Cho nên có câu: Phật đến chém Phật, ma đến chém ma. Hãy dùng kiếm báu trí huệ để chém đứt mọi thứ chấp trước. Cảnh giới tốt chẳng ham, mà cảnh giới xấu là càng không tham. Ngàn vạn lần đừng tham muốn những thứ thành tựu nhỏ nhoi đó, và cho rằng khả năng thần thông ấy là kết quả của công phu tu tập. Nếu quý vị tham đắm và tài thần thông, quý vị sẽ đi vào đường tà. Quý vị phải hết sức thận trọng. Trong lúc tham thiền, quý vị phải quên đi cái ta, không nhớ nghĩ đến người khác, tức là không có nhân, ngã. Vứt bỏ thời gian và không gian, nên có câu quét sạch hết mọi pháp, ly hết mọi tướng. Đừng bị trói buộc vào thứ gì cả, hãy buông bỏ mọi thứ. Lúc bây giờ quý vị có thể đi vào cảnh giới tứ thiền thiên. Ha ha ha,